Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test và giới thiệu các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn của Tiến Dũng Audio. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký kênh phía dưới và nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các thông báo mới nhất về các video clip do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Tiến Dũng xin chân thành cảm ơn. Hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 2019, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thiết bị âm thanh vừa về. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn về cặp loa JBL model L100 Century hàng của Mỹ. L100 Century hàng của Mỹ. Hôm nay cửa hàng về 2 cặp. Tất cả zin nguyên bản tuyệt đẹp. Các tuyến loa đều màu. Loa sử dụng một bát 30cm, màng giấy màu trắng gần xếp vải, một loa trung 12,5cm và một loa chép giấy, hai nút Cosover chỉnh phía trước. Đây là mẫu loa rất nổi tiếng của hãng JBL Mỹ, được sản xuất nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hãng năm 1973. Với thiết kế dạng thùng gỗ lạng màu vàng sang trọng. Cặp loa có kích thước chiều ngang 37cm. Chiều sâu của loa là 35cm và chiều cao của loa là 60cm, trọng lượng 25kg trên một thùng. Các tuyến loa đều màu, tuyệt đẹp. Đây là phần cạnh bên hông của loa. Thùng gỗ lạ, màu vàng. Đây là thùng bên đây. Hai thùng loa rất đẹp. Đây là cặp thứ hai JBL model L100 Century. Các tuyến loa đều màu, sáng bóng, tuyệt đẹp. Đây là e-căng của loa. Khi chúng ta đậy vào thì tổng thể của loa nhìn thế này. 100 Century model rất nổi tiếng của hãng JBL Mỹ, sản xuất vào những năm khoảng 1970. Đây là loa bên đây. Với dòng loa này rất dễ phối ghép âm ly. Quý vị có thể sử dụng các dòng âm ly tầm như Marantz 1150, 1250, Marantz 94D, Marantz 84D hay các dòng Marantz BM90. Quý vị cũng có thể sử dụng các dòng âm ly Lussmann tầm như L308, L309, 309V hay các dòng L80, 80V hay các dòng đời cao cấp hơn như các dòng 505, 505S, 503, 505OX, v.v. Quý vị cũng có thể sử dụng vào các âm ly Sansui tầm như Sansui 8080, 9090 hoặc các dòng G như G7000, G7007, G8007, G9000, v.v. Đây là một số gợi ý về vấn đề phối ghép để anh em tiện tham khảo. Cặp loa JBL model L100 Century có giá 31.500.000. Hai cặp đồng giá, đẹp như nhau. Sản phẩm thứ hai tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là bộ Breakbound Acouphone hàng của Nhật. Ở đây tôi đang tháo sẵn vỏ gỗ ra để giới thiệu đến quý vị và các bạn từ ngoài vào trong. Đây là hai chiếc vỏ gỗ zin theo máy. Như quý vị và các bạn đã biết, Acouphone thương hiệu thiết bị âm thanh cao cấp đến từ Nhật, và bộ rề bao Acouphone model C200X và P300X, bộ comble với thiết kế cao cấp, cấu hình lớn, sang trọng. Tôi sẽ để vỏ gỗ sang bên đây. Bộ rề bao còn catalog ở đây hãng đề Stereo Control Center model C200X. Đây là trung tâm điều khiển hai kênh của bộ rê bao này. Vỏ gỗ sáng choang, tuyệt đẹp. Đây là chiếc rê với thiết kế dạng mặt phay nhôm vàng chanh, sang trọng. Đầy đủ các tính năng từ cơ bản đến nâng cao. Đây là chiếc bao
hai đồng hồ VU rất sang trọng. Đây là hai nắp cốt, chúng ta có thể mở ra. Trong đây có các tính năng nâng cao. Bộ đề bao vừa về ngày hôm nay từ Nhật Bản. Máy còn sáng choang, tuyệt đẹp. Tôi sẽ mở phần nội thất. Trước mắt quý vị là nội thất của chiếc Bre C200X. Với thiết kế dày đặc linh kiện, các linh kiện được sắp xếp rất khoa học. Đây là các modem khuếch đại âm thanh. Phía mặt trước này, đó là phần Bre được bọc thiết bảo vệ chống nhiễu. Và phía mặt sau này, đó là hộp thiết bao bọc phần nguồn RGU Lacto. Máy được bố trí rất khoa học. Máy có hai ngõ men out 1 và men out 2. Chúng ta có thể ghép vào hai cục bao cùng một lúc. Và phía bên đây, đó là phần nội thất của chiếc bao. Với thiết kế dày đặc linh kiện, chiếc bao sử dụng tăng phô hình vuông. Trên đây có logo và sơ đồ đấu nối của các cuộn dây. Đây là 4 tụ lọc nguồn, tôi ước tính lớn bằng 4 cái lon bia. Đây là 2 men công suất dạng mono block, 2 men công suất mono block độc lập. Máy sử dụng 8 sò, công suất nguồn 350W, công suất ra loa 150W trên 1 kênh, rất mạnh mẽ. Hai đồng hồ VU màu xanh ngọc. Với bộ rê bao này, chúng ta có thể ghép vào các dòng loa JBL tầm bass 20, bass 30 và bass 40, tầm như L100 Century thẳng hàng xéo hàng, tầm như các dòng 4312, các dòng lớn hơn là 4425, 4430, 4435, hay các dòng L200, L220 hoặc các dòng S như S3500, S4001, vân vân. Quý vị cũng có thể ghép vào các dòng loa Bose tầm 6L1, Series 2, Series 3 hoặc các dòng loa Beoner HBM150, 1500, vân vân. Tất cả đều cho âm thanh rất tốt. Với bộ Acouphase C200X và P300X. Bộ đề bao có kích thước chiều ngang 47cm. Chiều cao của cả bộ là 38cm và chiều sâu là 40cm. Trọng lượng cả bộ 40kg. Và bộ đề bao có giá 45 triệu. Tất cả sáng choang, đẹp xuất sắc. Phía trên đây, đó là bộ crown, bộ rê bao crown của Mỹ. Tôi đã giới thiệu cách đây 2 ngày. Đó là chiếc bao PS400 và chiếc rê Light 2 hàng của Mỹ. Công suất nguồn 1200W, máy sử dụng 20 sò sắt Motorola. Bộ rê bao crown của Mỹ có giá 35 triệu. Ngày hôm nay tôi sử dụng nguồn phát với chiếc CD Tech model Tech 15 hàng của Nhật. Với thiết kế mặt phay nhôm màu bạc sáng bóng, học đĩa nằm chính giữa, đồng hồ màu xanh ngọc rất sang trọng. Tech 15 còn remote zin theo máy. Máy có giá 21 triệu 500, chơi đa thể loại dòng nhạc cho chất âm rất chi tiết. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một bài nhạc qua bộ 3 thiết bị. Chiếc CD Tech 15, bộ rê bao Acouphase C200X và P300X kết hợp với cặp loa JBL model L100 Century xéo hàng. Người ơi, khi cố quên là kỷ niệm.
lòng nhớ thêm. Dòng đời là chuỗi tiếng nhớ, mơ vui là lúc nghìn đắng cay sẽ tâm hồn. Ta quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.